Chào các bạn nha. Đang vườn cây chú kền này. Cây này mới đưa về à bà? Mới đưa trên tầng xuống nhỉ? À, nhỏ bé mini thôi mà rất già già nhá. Già quá này. Mang lên trên trần phơi đây anh em ạ. Những cục này nó cũng phải tầm trên dưới 10 năm rồi nhá. Chú kền chú đưa lên trên tầng chú cất rồi. Ngày xưa chắc mua vài trăm ca rồi. Bây giờ này. Đầu xuân cũng anh em chúng tôi cũng dự định mang đi một số cây mang đi chơi ở xa. Nhưng mà do cái dịch bệnh nên là chúng tôi đã phải ngưng lại hoạt động. Chia sẻ với anh em này. Ngày xuân những tác phẩm như này. Cây quá là đẹp luôn. Lá đang là đâm chồi. Úi sợ rồi. Đẹp quá. Đấy nha, chia sẻ với anh em vườn cây của thầy giáo Kền nha anh em nhá. Đấy, rất nhiều tác phẩm đẹp. Đây là mặt chính của cây trực đây. Một trong những cây rất là giá trị. Em xem cái ngọn nào này, cắt giật rất là nhiều. Tay hoành rất chắc. Những tác phẩm này cứ trên 30 năm này nhé anh em nhé. Tại vườn chú kền đây. Đây là một tác phẩm nong một. Rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Hàng già chất lượng cao. Bệ bãi. Đây cũng là một tác phẩm long dáng nha anh em nhé. Một trong những cây mà chú Kền cũng đưa đi chơi rất là nhiều rồi. Quá đẹp. À, một tác phẩm si búp đỏ nha anh em nhé. Hàng hiếm khó tìm. Một trong những cây si mà nếu mà nói về độ già thì nó quá già rồi. Thời xưa thì nó mốc meo rồi nhá. Nhưng mà đây là chăm sóc. Con này mà cắt ra thì nhiều anh em cũng chết mê chết mệt này. À, hàng bên trong đấy. Hàng bên trong nhá. Quá là chật. Những tác phẩm kinh điển. Những con si này bây giờ đang là hiếm nhé. Đây cũng là một tác phẩm mà trước đây mình đã quay rồi. Làm xong bộ phận trên rồi nhưng mà cái thợ người ta lại không thích nữa. Người ta này bắt đầu người ta hạ luôn. Làm lại tiếp. Cây cối này. Bên trong cũng là cái hai cốt năm điền. Hàng năm điền xịn nhá. Già. Mốc mèo. Kinh điển chưa. Bệ này thì đang được
để sổng. Đang lấy ngọn lên. Mới đầu xuân thôi mà đã có một tiếng kèn ở đâu rồi. Chắc là có một người nào đó vừa ra đi nhé. Không biết là trong máy có nghe thấy không. Đây, những tác phẩm vẫn đang còn được chăm sóc. Còn rất nhiều hàng quý, hàng 2000B đang được cất ở trên tầng 2 và tầng 3 kìa. Đấy, nếu mà anh em nào mà thiện chí về Nga Sơn thì ghé vườn cây chú Kền đây, chú Bonsai sẽ dẫn đến tận nơi chiêm ngưỡng nhé. Còn rất nhiều, đây là chỉ là những cái hàng gọi là hàng to, hàng cồng kềnh một chút thôi. Còn những cái hàng mà 2000B đến 1000B thì trên tầng 2 rất là nhiều. Đặc biệt là anh em cũng đã xem qua rồi, rất nhiều hàng quý, cốt quý đang ở trên đó. Còn trên đỉnh tầng 3 thì chắc là anh em không thể chê được rồi. Không gian của chú Kền này. Đó, anh em nhìn này, bên trên tầng này. Đấy, tôi không lên được nha. Trên hẳn cao, rất nhiều cây. Đầu xuân thì Trung Bonsai cũng chỉ chia sẻ một số vườn cây của một số anh em để gửi tới anh em đam mê cây nhé. Cũng rất mong anh em là chiêm ngưỡng và cho cái đánh giá kỹ hơn về những tác phẩm của anh em chúng tôi. Đây là một số cây thì chú Kền chính tay là chú nuôi từ những cái hạt lên. Nên là rất là quý, năm điền hạt. Tạo dựng cách đây cũng vài chục năm rồi. Đây. Cây thư pháp. Cây này rất là dài. Bên trong chạy. Quá đi. Đó, tổng thể cây. Cây như thế. Đấy nha anh em nhé. Còn rất nhiều tác phẩm nữa mà anh em nào mà muốn chiêm ngưỡng thì về Nga Sơn chúng tôi nhé. Trung Bonsai cũng xin được dừng video đây, chuyển sang một video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt anh em nhé. Ít mà không có chỗ tắm nào, nơi đây là gần biển đi tỉnh, gần sông đúng không? À. Không chưa? Không xuôi. Ở à? Có thổ ở. Trăm bát. Vâng. 700 đất thổ ở. Đâu? Sao nhà thư gắn luôn à? Đấy. Muốn dừng rồi nhưng mà muốn chia sẻ với anh em một tác phẩm đang được tạo tác đây. Cái này cũng rất là đẹp. Cắt ra tay tiếc kinh khủng luôn. Đây do một số anh em cũng yêu cầu Trung Bonsai ghi hình lại thì tôi cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi đi qua đây thì tôi cũng ghi lại hình ảnh vườn cây chú Kền nhé. Cũng rất mong anh em yêu cây cảnh trong và ngoài nước có dịp về Nga Sơn thì ghé đây nhé. Một trong những điểm đến rất lý tưởng. Có rất nhiều những tác phẩm đẹp. Đặc biệt là chú đã đưa bớt lên tầng 2 rồi nên tôi cũng không tiện lên nhé. Để giờ tôi đang ghi ở bên dưới đây. Video sau sẽ truyền tải thông điệp tới tất cả anh em đam mê.